Xin chào các bạn, mình là Thanh Trúc Forbi Food. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh hạnh nhân nướng. Nguyên liệu gồm có 280g hạnh nhân lát, 35g bột mì, vỏ quả cam vàng, 65g bơ, 130g lòng trắng trứng, 120g đường. Trước tiên mình cho lòng trắng trứng và đường vào. Mình sẽ quậy nhẹ nhàng cho lòng trắng trứng tan dần. Mình sẽ cho thêm một chút xíu bơ lỏng vô để lòng trắng nó khi mà mình quậy nó không có bị lên bọt nhiều. Lòng trắng trứng này mình để ra trong tủ lạnh trước một đêm vẫn được, để cho lòng đường nó có thời gian tan hết hoàn toàn trong trứng. Lòng trắng trứng sau khi để qua đêm thì nó đã tan hoàn toàn với đường. Bây giờ mình sẽ múc cái này mình chia ra làm hai. Phương pháp làm của mình để cho nhanh thì mình sẽ chia nhỏ công thức để mình trộn. Vì sau khi trộn xong hạnh nhân nó còn chưa có bị bết dính lại với nhau, mình sẽ dàn bột ra nó rất là dễ. Còn khi mà mình ngâm để lâu rồi thì hạnh nhân nó sẽ bết, nó dính chùm lại thì nó rất là khó để khó cho mình dàn, và nó dễ rất là dễ bị dấn cục và cái bánh nó không có đều, chỗ dày chỗ mỏng. Ở đây mình sẽ chia đôi công thức ra để mình làm. Mỗi thứ mình sẽ lấy một nửa. Rồi, 140. Bột mì mình cũng chia làm hai. Trứng mình cũng sẽ chia đôi công thức nha. Vỏ cam vàng mình sẽ bào theo cái sở thích của mình. Mình thích ăn cái mùi thơm thì mình cho nhiều. Mình trộn đều cái phần hạnh nhân và bột. Rồi mình sẽ cho hạnh nhân vào lòng trắng trứng mà mình trộn đều. Mình cho một nửa lượng bơ vào. Sau đó mình dàn ra mâm nha. Mình cho vào mâm nha. Mình sẽ làm tương tự đối với phần nửa công thức còn lại nha. Sau khi tạo hình xong mình sẽ đem đi nướng ở nhiệt độ 180 độ. Sau 12 phút bánh đã chín mình lấy ra nha. Bánh sau khi nướng viền nó sẽ hơi vàng hơn so với phần chín giữa, và nó khi mà nó còn đang nóng ấm mình sẽ đem ra mình cắt. Mình sẽ cắt lúc bánh còn nóng ấm nha, thì nó mới không bị bể. Để nó nguội rồi mình cắt nó sẽ bị bể bánh, nó sẽ bị vụn. Sau khi cắt xong mình sẽ đem đi sấy ở nhiệt độ 120 độ trong 15 phút nữa.
sau khi bánh sấy xong nó sẽ có màu vàng rất là thơm và nó rất là giòn nha, có mùi thơm nhẹ mùi vỏ cam. Vậy là bánh của mình đã hoàn thành rồi, chúc các bạn thành công.